Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho bạn là thanh toán qua Pay ở cái website MapBoy của mình ha. Thì ở đây các bạn sẽ vào Google nè, các bạn search cho mình là tích hợp cổng thanh toán qua Pay ha. Ở đây các bạn sẽ kéo xuống cho mình ở nằm ở cái bài là Vibo Asia nè ha. Tích hợp cổng thanh toán qua Pay vào website sử dụng Laravel nè ha. Khi các bạn click vào nè, rồi ở đây các bạn kéo xuống cho mình. Ở đây kéo xuống cho mình. Mục tiêu là mình lấy hai cái đường dẫn này ha. Cái đường dẫn này nè, cái đường dẫn là thanh toán nội địa, cái đường dẫn này thanh toán quốc tế ha. Thì các bạn sẽ click vào cho mình là mở một cái tab mới là thanh toán nội địa cho mình. Ở đây các bạn tải cho mình một cái code ha, tải module suite nè. Các bạn tải code về cho mình. Thì các bạn click vào tải đây nè. Sau khi các bạn tải về cho mình đó là một cái file giải nén ha. Thì các bạn giải nén vào, sau đó các bạn quăng vào đây cho mình thì mình sẽ được một cái file như thế này. Một cái folder mà một cái file như thế này ha. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện việc tích hợp với các bạn mở lại cái project của mình ha. Ở đây nè, ở phần main nè, mình đã hướng dẫn cho các bạn là thanh toán PayPal, Momo qua QR code và ATM nè, thanh toán bên Pay luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện việc là thanh toán OnePay. Thì ở đây nè, các bạn sẽ copy cho mình cái form ha, cái form của thanh toán Momo ATM mà các bạn bắt ra cho mình. Ở đây các bạn sẽ để là tổng tiền các bạn vẫn để nguyên ha, tổng tiền Việt Nam các bạn vẫn để nguyên cho mình. Ở đây là các bạn là xử lý thanh toán OnePay, OnePay đi ha, các bạn để là OnePay đi chấm bb rồi thanh toán OnePay tổng tiền Việt Nam nè, để mình lấy ra cái tổng tiền các bạn. Rồi ở đây là các bạn sẽ refresh cho mình nè, đây thanh toán OnePay. Ở đây các bạn sẽ để cho mình là một cái b để nó tách ra ha. Rồi thanh toán OnePay. Thì ở đây là các bạn sẽ quay lại cho mình cái phần main ha. Sau khi mình click vào thanh toán OnePay á, main OnePay, cái này một trang riêng ha, mình không cần phải tới phần main. Đây main mình để là OnePay.php ha. Rồi thì bây giờ mình thử click ha các bạn, OnePay. Rồi nó sẽ trả về cho mình là cái trang OnePay.php là ok ha, là một trang rỗng. Rồi từ cái trang rỗng này nè, các bạn từ cái suột đã các bạn đào về á, các bạn sẽ mở lên cho mình cái file index ha. Cái file index ở cái file index này nó chứa mọi thông tin nữa các bạn ha. Khi các bạn chạy cái file index này lên á thì nó sẽ được đâu rồi, nó được như thế này ha, nội địa .php nè các bạn. Đây các bạn chạy cái file này lên ha, nội địa .php nè, thì nó sẽ được như thế này. Thì cái này cái file index này các bạn, thì tất cả những cái thông tin nó số ở đây nè các bạn, những cái thông tin thêm nè, những cái thông tin thêm nè ha. Đây nó số ở đây hết. Rồi ở đây các bạn sẽ cái form này á, nó sẽ gửi qua cái trang là du.php. thì cái trang du.php á, nó sẽ chứa cho mình cái mã code các bạn ha, nó chứa mã code. Thì các bạn copy hết cái mã code này cho mình ha, các bạn copy hết cái mã code này cho mình, các bạn qua bên pay các bạn bắt ra. Rồi ha, bắt ra. Rồi bây giờ là cái mã secret nè ha, thanh toán bên pay nào, Momo nè, cũng như là những cái thanh toán khác á, đều phải cần có cái mã secret ha, mã secret. Rồi cái đường dẫn này là cái đường dẫn trả về để thanh toán bên pay nè, các bạn xóa đi. Ở đây các bạn xóa hai chấm ha, các bạn quay lại cho mình cái thông tin, các bạn có thể là quay lại cái trang test ha. Ở đây các bạn copy cho mình cái dòng này, đúng không, name nè, virtual payment client ul nè, đây đây là cái đường dẫn trả về thanh toán nè các bạn ha. Rồi các bạn bắt ra đây cho mình. Rồi thanh toán, cái đường dẫn thanh toán và cộng thêm những cái dữ liệu nữa các bạn ha, cho nên là các bạn không có xóa cái nối gì, nối chấm hỏi này ha, nó sẽ cộng thêm những cái dữ liệu về trả với cái đường dẫn thanh toán OnePay của mình ha. Còn đây là nó lấy nè, cái này các bạn có thể là bỏ hai phần này cho mình ha, ẩn hai phần này đi, ẩn hai phần này đi. Rồi ở dưới đây nè, những cái data, đây là sắp xếp data nè, những cái data các bạn bắt buộc phải thêm một cái, theo một cái mảng ha, theo một cái mảng như thế này. Rồi các bạn cho mình một cái mảng như thế này ha. Rồi sau đó các bạn sẽ cho mình là những cái thông tin là từ, mình sẽ lấy những cái thông tin là từ cái table trên này, từ cái merchant, merchant ID nè, mình sẽ lấy từ cái merchant ID ha các bạn. Rồi mình sẽ lấy từ merchant ID xuống dưới cái currency code này thôi, còn cái phần dưới là thông tin thêm mình không cần lấy ha các bạn, thông tin thêm mình không có cần lấy, mình chỉ lấy là 2, 4, 6, 8, 10, từ đây cho xuống dưới đây thôi ha, những cái thông tin này để mình trả về đường dẫn thanh toán ha. Rồi
Bây giờ các bạn sẽ điền cho mình là những cái name nào, các bạn copy cho mình cái name ha, sẽ bằng gì các bạn, sẽ bằng OnePay nè. Rồi rồi ở đây các bạn sẽ copy cho mình 10 cái, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ha. Rồi ở đây tương tự các bạn copy name cho mình ha. Rồi order ID, sau đó tới tổng nè, tổng tiền mình gửi qua các bạn, cái này thông tin đơn hàng nè. Rồi cái này là đường dẫn trả về khi thành công nè, ha, đường dẫn trả về khi thành công thì mình sẽ trả về cái trang thông tin thanh toán này ha, hoặc cái trang cảm ơn cũng được ha các bạn. Mình sẽ trả về cái trang cảm ơn. Ở đây thì các bạn sẽ để cho mình là trang này là trang cảm ơn ha, mình có trang cảm ơn mà đúng không. Rồi bây giờ tiếp tục là version của nó là bằng 2 các bạn. Merchant Well, trả về. Rồi version tiếp tục là comment local. Nhưng mà thiếu currency, currency ha. Rồi mình coi mình thiếu cái gì ha. Return well, tổng version, version mình thiếu version nữa các bạn ha, person tiếp person đây, cho anh mình cho xuống đây ha. Rồi ở đây mình để là person bằng 2 nè, currency là Việt Nam đồng, vị trí của nó là VN ha các bạn, VN. Rồi OnePay, những cái tổng tiền này á thì các bạn sẽ điền như sau cho mình. Cái này nè, cái này là cái merchant rep, có nghĩa là cái đơn hàng ha. Ở đây là cái thông tin, cái số đơn hàng các bạn để là biến thời gian cho mình ha, tạm thời các bạn để biến thời gian cho mình để nó không có trùng khớp với đơn hàng các bạn ha, mình sẽ dùng biến thời gian. OnePay access code thì các bạn sẽ copy cho mình cái access code trên này. Rồi phát ra OnePay order info. Rồi cái này là thông tin đơn hàng tổng, thì cái tổng á, mình gửi qua được bởi cái gì các bạn, tổng tiền VN đúng không, tổng tiền VN thì các bạn sẽ là thực hiện cái việc là đô la post. Rồi tổng tiền VN ha. Rồi coi như là mình thay đổi hết rồi nè. Ở đây các bạn sẽ cho mình là những cái thông tin như trên này, những cái key ha, những cái key như trên này. Rồi các bạn sẽ cho mình 10 cái, 2 3 6 7 8 9 10. Rồi, cuối cùng mình không có phẩy ha các bạn, mình không có phẩy. Set code. Cái này mình đặt giống y chang ha, cái key cái blue các bạn đặt giống y chang để cho mình dễ lấy các bạn. Thấy vẫn thiếu ta. Bây giờ là code cộng comment. Rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ copy các bạn. Mình sẽ copy qua thôi. Đó, lấy những cái biến trên này ha, để nó y chang. Y chang rồi. Rồi ok. Bây giờ là cái này là sắp xếp dữ liệu ha, dữ liệu là dữ liệu data ha. Rồi data mình khai báo ở trên đây. Rồi những cái phần dưới này các bạn sẽ thay đổi cho mình là data nè. Rồi con này nè, các bạn không có thay đổi nữa ha, các bạn không thay đổi nữa. Cái này là header location, nó sẽ trả về cho mình cái đường dẫn thanh toán là đường dẫn trên này ha, với những cái thông tin mã hóa ở dưới ha, những thông tin mã hóa này đó. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện thử ha, thanh toán OnePay nè các bạn. Đó, nó sẽ trả mà cho về cho mình một cái đường dẫn là PayGate nè các bạn ha. Ở đây á các bạn sẽ search cho mình, ở đây các bạn search cho mình là test ATM OnePay ha. Ở đây mình sẽ vào thông cổng thông tin test nè. Đây nó cũng cho mình một cái thẻ test nè các bạn ha, thẻ test thôi, là cái AB Bank nè ha. Ở đây mình sẽ xài là AB Bank. Rồi đặt vào, sau đó các bạn sẽ cấp 01113 đúng không. Rồi gửi bằng A đây, bằng A. Rồi ở đây các bạn click vào thanh toán cho mình ha.
Rồi, ở đây mã xác thực của nó là 123456 các bạn. Ha, 123456. Rồi, 123456. Rồi, các bạn tiếp vào thanh toán nè. Rồi, sau khi thanh toán thành công nó sẽ trả về cho mình cái trang cảm ơn nè các bạn. Ha, trang cảm ơn nè. Đó, trang cảm ơn của mình ha. Thì đây là cái trang cảm ơn của mình nè. Rồi, này là để lưu những cái thông tin bên pay nè vào cơ sở liệu nè. À, lưu những cái thông tin Momo vào cơ sở liệu nè. Rồi, lưu những cái thông tin PayPal nè. Thì ví dụ như bây giờ mình có là của thằng OnePay thì mình sẽ lưu những cái thông tin OnePay vào cơ sở liệu ha, coi như là bây giờ đã thanh toán thành công rồi các bạn. Ở đây các bạn thử lại cho mình là bạn quay lại cho mình là cái phần thanh toán ha. Ở đây các bạn OnePay thử coi nó giống cái số tiền ở đây không ha, là 3 triệu mốt nè. Thanh toán OnePay nè. Ở đây nó là 31 ngàn nè ha, nó không giống đúng không? Thì ở đây các bạn sẽ là quay lại cho mình cái phần OnePay nè. Ở đây cái số tiền này các bạn phải nhân cho 100 ha, nhân cho 100 nó giống như OnePay giống như VNPay vậy các bạn ha, phải nhân cho 100 thì nó mới ra cái số tiền đúng ha. Bây giờ các bạn thanh toán OnePay nè. Đó là 3 triệu mốt nè các bạn. Rồi bây giờ mình thử lại, bây giờ mình sẽ giờ còn 2 triệu mốt đúng không? Giờ thanh toán anh vay nè. Nè, đây là 2 triệu mốt nè các bạn. Mã đơn hàng của mình nè. Bây giờ các bạn cũng thể là đổi cái mã đơn hàng này là thanh toán đơn hàng qua cổng OnePay. Ví dụ như vậy ha, các bạn đổi như thế này. Bây giờ mình sẽ làm lại ha. Thanh toán OnePay nè. Đây, thanh toán đơn hàng qua cổng OnePay nè các bạn. Đơn vị chấp nhận thanh toán là OnePay nè. Ha. Đó,